Vâng, xin chào các bạn. Thì như các bạn đã biết, trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã có triển lãm Patek ở tại Marina Bay Sands, Singapore. Thì lần này Gia Bảo Luxury rất là vinh dự khi có mặt tại triển lãm Dubai World Week. Và trong sự kiện này thì Rolex cũng có một cái gian phòng rộng khoảng 200m² để trưng bày những chiếc đồng hồ cũng được coi là di sản của họ, thuộc một nhà sưu tầm, một retailer, một nhà phân phối đã collect trong khoảng một thập kỷ vừa qua. Và đây chính là toàn bộ cái gian phòng với những chiếc đồng hồ rất có giá trị về sưu tầm, từ những chiếc Daytona, Datejust hay là Daydate đã được nhà phân phối này sưu tầm và collect lại. Nào, anh cameraman hãy cùng tôi đi khám phá những chiếc đồng hồ đó ngay sau đây các bạn nhé. Đây, đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn đến những chiếc đồng hồ. Tôi đảm bảo với các bạn là rất ít người đã từng nhìn qua những chiếc đồng hồ này, mà đa phần là chúng ta chỉ có thể nhìn được ở trên Internet mà thôi. Đó chính là những chiếc Rolex Midas Cellini. Và phía bên tay trái tôi ở đây, trong cái khoảng không lồng kính này, chúng ta sẽ có 3 chiếc đồng hồ. Đó là một chiếc Rolex Midas Cellini 28mm năm 1976, mang mã hiệu 4343, với lớp vỏ bằng vàng 18 carat này, với mã hiệu là 2932, mặt số màu xanh, máy lên dây caliber 650. Ở trung tâm của chiếc hộp này thì chúng ta có một chiếc mang mã hiệu 3584, được phân phối bởi nhà phân phối Asprey. Cái nhà phân phối này thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Khi về Việt Nam thì tôi sẽ tìm hiểu thêm nhà phân phối Asprey này. Chiếc đồng hồ này thì được bán ra năm 1975, cũng mang tên là King Midas. Ba chiếc đồng hồ này thì đều là bằng vàng. Đây là ba chiếc đồng hồ với kim cương. Đó, các bạn có thể nhìn thấy như chiếc bên tay trái tôi 1986, thì chiếc đồng hồ này, từ chiếc đồng hồ này thì rất là nhiều người biết đến với model Daydate với tên là President, hay gọi là tổng thống đấy, với cỗ máy là 3055. Chúng ta sẽ có hai phiên bản Daytona rất là quý hiếm ở đây, với vỏ vàng và đường kính 37mm. Thì như các bạn đã biết thì Rolex có những cái di sản rất là lớn từ những cái năm 1920, 1930. Thì hai chiếc đồng hồ này thì được làm những năm 1973 và 1975. Một chiếc là Rolex Coin, là được làm từ đồng 20 đô la, có cái niên đại từ năm 1904, đường kính 34mm. Đây là một chiếc đồng hồ với cỗ máy lên dây 650, rất là đặc biệt. Còn kia là một chiếc đồng hồ vòng đeo cổ của nữ, với đường kính là 33x39, với kích thước là 33x39. Cỗ máy là cỗ máy lên dây 1600. Đây là hai chiếc đồng hồ Daydate mà tôi nghĩ là các bạn nên không thể bỏ qua. Nhất là chiếc 18038 kia, được ra đời năm 1983, với mặt số là màu đỏ đun, với các cái cọc số từ kim cương rất là đẹp đến tận bây giờ. Từ năm 1983 đến nay là 36 năm rồi mà chiếc đồng hồ vẫn rất là đẹp và tuyệt vời. Một di sản Rolex để lại, đúng không các bạn? Đây là hai chiếc đồng hồ Daytona thép, một chiếc năm 1976 rep 626, một chiếc 1974 rep 6263. Thì hai chiếc đồng hồ này có rất là nhiều điểm tương đồng với những chiếc đồng hồ Poneman được đấu giá hai năm vừa qua, với mức giá là 18 triệu đô. Và cuối cùng thì chúng ta có hai chiếc đồng hồ Daydate vàng khối, với mã hiệu là 1807 và 1878, từ năm 1973 và năm 1985. Thì hai chiếc đồng hồ này đều được làm từ vàng 18 carat. Riêng chiếc đồng hồ 1973 rep 1807, cái mối nối giữa của dây President thì được làm dạng sờ cây, hay còn có tên là back finish. Mặt số thì mặt số màu trắng, với cái logo Omani tại góc 6 giờ. Các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Chiếc đồng hồ này sử dụng cỗ máy 1556. Đó, chiếc đồng hồ này thì không có quá nhiều điểm đặc biệt so với chiếc 1973, thế nên là tôi sẽ không có đề cập gì nhiều đến chiếc đồng hồ này. Và đó là toàn bộ sưu tập cá nhân của retailer, một nhà phân phối Rolex tại Dubai. Và chúng ta sẽ thấy được những chiếc đồng hồ với tình trạng rất tốt, được họ gìn giữ qua hàng chục năm, hàng nhiều thập kỷ. Và đó, từ những chiếc Daydate, những chiếc Datejust, hay những chiếc Daytona thép hay là vàng. Và sau đây thì chúng ta hãy đi ra ngoài
sảnh để chúng ta sẽ thấy được những cái gì mới nhất.